Hello. 13. Chào bạn. Xin chào bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Hít. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi tới mọi người chủ đề solo bia với người lạ. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ có một điều bất ngờ cực kỳ lớn với mọi người. Đó chính là mình sẽ không trực tiếp solo với cả một bạn nữ hay một bạn nam nào đấy khách ở trong quán này, mà mình sẽ đi tìm hai bạn nam nữ còn độc thân. Sau đó thì mình sẽ cho hai bạn ấy chơi với nhau, và cùng với cái việc mà kiểu mình giao hữu bia mình thì mình sẽ kết hợp với việc là ghép đôi cho hai bạn đấy với nhau. Vậy thì liệu rằng ngày hôm nay cặp đôi nào sẽ xuất hiện trong cái video này, và liệu rằng hai bạn đấy có thể có duyên đến với nhau hay không, đi chơi bia liệu rằng có người yêu hay không, thì các bạn hãy xem cho đến hết video nha. Và đừng quên là ấn like, share và subscribe cho kênh NTH Vlog của mình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với video solo với người lạ ngày hôm nay thôi nào. Let's go. Bạn ơi, chào bạn. Mình đang làm một cái chủ đề có tên là solo bia với người lạ ấy. Cho mình hỏi một chút là bạn hiện tại bây giờ là còn độc thân không nhỉ? Mình vẫn đang độc thân. Thế tốt quá. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video là mình sẽ mời bạn tham gia solo bia cùng với cả một cô gái cũng còn độc thân ở đây. Và mình sẽ cho hai bạn có thể có cơ hội được nói chuyện với nhau, được giao lưu chơi bia với nhau. Sau đó thì các bạn mà cảm thấy là hợp nhau hay là có một cái sự đồng điệu nào đấy thì các bạn có thể hoàn toàn hẹn hò với nhau sau cái buổi chơi bia ngày hôm nay. Đó, thì bạn có thể có muốn thử duyên số của mình ngày hôm nay xem là liệu rằng mình có thể tìm được chân ái cuộc đời của mình, có cùng sở thích với mình hay không? Ok. Muốn nói không ạ? Ok. Thế thì bạn cứ chơi đi, xong một lát nữa mình tìm được cô gái rồi mình sẽ mang về đây cho bạn nhá. Mang về đây cho mình luôn hả? Mang về đây luôn. Cứ chơi đi nhá. Đợi một chút. Hello em. Em đang chơi bia một mình à? Dạ đúng rồi, một mình. Sao xinh gái thế này mà lại chơi bia một mình? Người yêu đâu? They ask you how you're doing, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Thật. Hey. Thế anh? Thế hôm nay đi với ai hay là bạn chưa tới à? Em hẹn bạn nhưng mà bạn chưa tới. Nên em chơi một mình trước. Ok, thế thì chơi một mình này cũng chán ấy. Anh đang làm một cái video mà theo kiểu là solo bia với người lạ. Anh có sẵn một bạn nam cũng độc thân giống như em, đang chơi bia ở đây. Và ngày hôm nay anh muốn làm cái video này để cho hai bạn có thể có cơ hội gặp nhau. Và nếu được thì chúng ta có thể kết bạn với nhau, xong rồi đi chơi với nhau. Còn nếu mà có chuyện hơn nữa thì mình có thể yêu nhau. Biết đâu được. Mình có thể tìm được một người mà vừa phù hợp với mình mà vừa chung sở thích với mình. Thì em có thể dành một chút thời gian để tham gia chương trình và tham gia cái trải nghiệm ngày hôm nay không? Có đúng không? Ok. Bây giờ thì anh sẽ dắt em tới để gặp bạn nam đấy, cho hai bạn gặp nhau và nói chuyện với nhau, giới thiệu với nhau một chút nhá. Ok. Trước khi mà chúng ta đến với cuộc giao hữu giữa hai bạn thì anh muốn là có thêm một chút phần thưởng, một kiểu hình phạt nhỏ nhỏ nếu cho dành cho người thua, để chúng ta kiểu chơi với nhau vui hơn đấy. Đó, thì nếu như bây giờ hai bạn chơi với nhau, bạn nào thua thì sẽ phải chịu một hình phạt cho chương trình đặt ra. Bây giờ hai bạn đã sẵn sàng để chúng ta đến với cuộc thi đấu này anh chưa? Em sẵn sàng chưa, thua luôn ạ. Thế thì thôi, thua luôn từ đầu. Không, phải chơi, buộc phải chơi. Ok. Nhá, yeah. Ai sẽ là người đề ba trước? Thôi. Đây đi. Đây. Quá. Ở quán tôi sẽ đây. 1, 2, 3. Năm nữa này. Lại. Hello. 13. Chào này. Bạn. Chào bạn. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Bạn lắm đó. Bạn lắm đó. Bạn sẽ năm nhiêu nhỉ? Tớ 2008. Làm sao vậy? Tớ 2008 thôi. Thế kêu bằng chú đi chứ. Á đù. Nhường cho tớ nha. What the hell? Làm sao vậy? Như thế sao mà đánh? Bạn đi, mình đỡ
Đây à, diễn cho xem, lấy tay đi diễn cho xem này. Quý. Ok, tớ hiểu mà, ở đời sao bắn ba. đánh chung có thưởng. Xin nha. Đùa nhỉ. Xin nha. Quý nha. Đó, đây là tôi thôi đừng đang lý do thả đi câu kèo đấy. Đừng lý do bạn ạ. Bạn né ở bên đi. Trước khi chơi nãy tôi cũng đã bảo rồi. Tôi chấp nhận chưa thua mà. Bạn có 2 được không ta? Không, là bạn có 1 đấy. Amazing, good job em. Rồi sao đánh hả? Đây có cây này. Bạn bà ơi đứng đi, tao chỉ cho. Đây. Nhơn hả? Bạn ơi, bạn thấy gì không bạn? Thấy chứ, vào rồi. Giờ sao? Ủa, cái con đấy rớt xuống hay sao ta? Lên tiếp rồi. Ủa, phải theo số chứ ta? Không đúng cần nữa. Làm sao vậy? Ủa dạ. Nope. Tính cả rồi ấy, đây nè, đây này. Wow. Rồi, bạn đánh cho bạn đây nè. Đánh cho đi trắng vào đây. Đánh vào đây hả? Đúng rồi. Cho nó bắn lên đây hả? Đúng rồi. Đánh vào đây là trúng rồi. Mà chọn ngón tay tớ này. Đây đúng không? Đúng. Má gì hay xui dữ vậy trời. Như đánh vào đi là trúng rồi. Đấy. Tớ có bao giờ lừa gạt ai đâu. Đâu có đánh này số tự chứ. Khoan đang nhắm con nào vậy? Nhắm con 3, con 4. Con 3. Sao thấy Hương đánh 4 vậy? Kệ người ta đi. Rồi. Đùa nhỉ. Cái gì vậy anh ơi? Trong tay ơi. Nope. Bạn yên tâm đi, thấy tôi đánh thế thôi chứ. Chơi TV từ nhỏ giờ tôi chưa biết thất bại là gì hết. Chỉ tầm thua thôi. Sao người ta bắn? Kêu bằng chú chứ nhờ. 2k8 nhỏ hơn người ta biết bao nhiêu tuổi. Ê, chết. Không sao. Làm một cơ giọng bạn luôn nè. Cái gì đó nha. Đây.
Nope. Thả đây. Thả đây. Thả đây là thả không? Thả đây là thả không? Nope. Nope. Thôi bắn cá là không thắng rồi. Nhà Hồ Gươm đúng không? Không, đẹp trai là ngày may mắn đấy. Nhà Hồ Gươm thì nói đúng không? Mẹ. Tự nhiên tự tin hẳn ra đấy. Anh lại được. Anh để pha đỏ cho em nha. Anh để pha đỏ đăng cho em. Đặc biệt à, đặc biệt à. Bạn ơi, bạn né ra bạn ơi. Sáng lộ à. Sao càng thua chọn không? Nào, tha cho một bạn người đi nào. Vẫn còn cơ hội. Bạn cũng khó. Đây là một bản thế chân lý phần này khá và rồi. Vậy là kết quả cuối cùng thì là bạn Nam của chúng ta đã chiến thắng. Thì theo như là mình đã phổ biến ban đầu thì nếu mà ai thua thì sẽ phải chịu một hình phạt do chương trình đặt ra hoặc là do người thắng đặt ra. Thì ban nãy mình có hỏi ý kiến của bạn Nam rồi. Thì bạn Nam là muốn là cho chương trình sẽ được toàn quyền quyết định. Thế nên là anh à, từ trước khi anh ra cái này anh làm sao đi làm có nhau em không phải hẹn ở ngoài cổng trường á, lên cổng pizza nhỉ. Nói chung là tuy là anh là người lựa chọn thế nhưng mà anh vẫn cho trao quyền lựa chọn cho em. À anh chỉ chọn một điều duy nhất là hai bạn sẽ hôn nhau thôi. Anh sẽ cho em được lựa chọn giữa má và môi, tức là mình sẽ để ra hai nửa, một nửa là má một nửa là môi, xong rồi ấn được không? Ok em chọn đi, cho em ấn. Em ấn hả? Để em ấn để tự chọn. Em đổi tới khúc này sẽ được trao vương miện chứ. Em nói là gì? Má hay môi? Má. Em nói là gì? Má. Em đúng, bà nó đúng má rồi, em đúng môi chứ. Má. Gì nè không? Má hay môi vậy? Vậy cho thấy luôn. Môi. Má. Hết quá. À, má. Được rồi, bây giờ thì thực hiện hình phạt của mình đi. Chú giải chỉ xin rằng ô mân sang yu. Ok, hy vọng là hai bạn đã có những cái phút giây thật sự là vui vẻ với chương trình mình. Cảm ơn hai bạn rất nhiều vì hai bạn đã nhận lời tham gia trải nghiệm ngày hôm nay. Và mong rằng là sau ngày hôm nay thì hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều thời gian hơn để mình có thể đi chơi, tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Và trong thời gian sắp tới thì mong rằng hai bạn sẽ thông báo là hai bạn đã trở thành một đôi chính thức nhá. Dạ, ok. Bây giờ thì hai bạn có thể tiếp tục tôi đi ăn là đưa nhau yêu đấy. Ok. Nào, ôm nhau một cái, nào ôm nhau một cái, bắt tay. Bắt tay trước nào. Đây. Ôm nhau một cái, ôm nhau một cái. Ok, ok. Rồi.